Bộ Y tế chưa có công dân 971 hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh, thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân. Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có căn cứ công dân, gắn chip tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế qua qua ứng dụng VNEID. Bộ y tế hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bằng căn cứ công dân có gắn chip qua qua ứng dụng VNeID. Đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp căn cứ công dân có gắn chip, cơ sở thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành.